da của anh Duyên Hải sâu. Là da dầu, lỗ chân lông khá to thì mình vẫn phải chia phần da của anh Duyên Hải thành hai phần để sử dụng kem lót cho phù hợp. Chẳng hạn như vùng chữ T, mình sẽ sử dụng kem lót che lỗ chân lông làm mờ lỗ chân lông cho vùng chữ T, hạn chế đổ dầu. Bước thứ 5 của chúng ta là má hồng đúng không? Đúng rồi ạ. Thường thường thì một số bạn nam sẽ nghĩ là mình má hồng mà chỉ dành cho nữ thôi. Nam không nhất thiết là cũng không dừng ở hồng, nhưng mà mình có thể dùng cho nam được những cái phần má hồng như là màu cam, màu nâu đất, để cho tạo cảm giác da mặt của mình nó thật hơn, nó có độ hồng hào hơn. Không nhất thiết là mình phải dùng những cái loại má hồng nó quá hồng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình đây, Giải đây. Ngày hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là make up cơ bản dành cho nam giới. Và mình thì không biết là make up nhiều, nên là ngày hôm nay mình đã mời đến đây một chuyên gia trang điểm đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là Lê Nhật. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ bạn ấy nhé. 3, 2, 1, nào. Xin mời. Nhầm rồi. Sorry. Khách mời sorry nhá. Bây giờ để Hải sẽ cùng mời lại ha. Tạm biệt con. Chào các bạn, mình là Lê Nhật. Hôm nay mình tới kênh Duy Hải đây để giúp cho Duy Hải có một bước trang điểm tốt cho nam giới. Lê Nhật thân mến, anh rất là vui khi được mời em đến đây giới thiệu cho các bạn về chủ đề các bước make up cơ bản dành cho nam giới. Theo em thì make up cơ bản dành cho nam giới có khó? Thật ra thì make up cho nam cũng không khó lắm, nhưng mà mình phải biết là da mình là như thế nào để có thể chia ra sử dụng những bước trang điểm phù hợp với da. Chẳng hạn như muốn đi dự tiệc thì sẽ khác, muốn giải phẫu thì sẽ khác, nhưng mà thường thì make up nam thì khoảng 5-6 bước thôi, cũng đơn giản. Vậy thì chung quy lại, đúc kết lại, có nghĩa là make up cơ bản dành cho nam giới thì tùy theo mục đích cũng như là nhu cầu của mỗi người đúng không? Ví dụ như là ngày hôm nay anh muốn là anh đi ra ngoài đường dạo phố, và bên cạnh đó anh muốn có một cái sự cá tính ở trong khuôn mặt của anh thì anh sẽ make up kiểu như nào? Mình thích cần một lớp nền thì vừa bền nhưng mà vẫn phải có độ che phủ tự nhiên để cho mình da mình cảm thấy như là da thật. Còn nếu ví dụ mà hôm nay mình vẫn muốn chọn một make up có layer hơi Hàn Quốc xíu thì em sẽ nhấn cho anh ở phần mắt có một cái liner thật là mỏng để tạo điểm nhấn cho mắt mình. Như vậy là chúng ta sẽ giống các oppa Hàn Quốc ha? Đúng vậy. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đến với video ngày hôm nay nhá. Nhật ơi, anh thấy trên bàn của chúng ta hiện nay thì có khá là nhiều đồ make up ấy. Thì anh không biết rằng là make up cho nam giới thì chúng ta có phải sắm và mua nhiều đồ mỹ phẩm như thế này không? Thật ra thì mình cũng không cần thiết phải mua quá nhiều đồ make up. Mình chỉ mua những thứ cần cho nhu cầu của mình thôi. Giá cả thì tùy theo túi tiền của mỗi người. Mình có thể sử dụng đồ nội địa chung cũng được nếu nó cảm thấy phù hợp với làn da của mình. Còn vì em là trang điểm cho khách với lại cho những celeb talent nhiều, cho nên em phải hỗ trợ đồ tương đối có giá trị chút để nó có được cái lớp nền đẹp hơn. Vậy thì khi mà mình book các bạn make up ấy thì sẽ có nhiều mức giá đúng không? Ví dụ như mức giá sinh viên, mức giá tầm trung và mức giá tầm cao cấp đúng không? Dạ đúng ạ. Mình make up thì thường sẽ theo tùy loại giá. Thí dụ bây giờ nếu mà những khách book kỹ yếu chẳng hạn á thì mình sẽ có một mức giá khác, sử dụng những đồ khác cho mức giá đó. Hoặc là những bạn talent đi event thì sẽ có những make up riêng. Đầu tiên của một lớp nền đẹp thì lúc nào mình cũng phải có một lớp lót thật là tốt để nó giữ được nền và ngăn chặn cái sự tác hại của nền tới với da. Da của anh Duy Hải là da dầu, lỗ chân lông khá to thì mình vẫn phải chia phần da của anh Duy Hải thành hai phần để sử dụng kem lót cho phù hợp. Chẳng hạn như vùng chữ T, mình sẽ sử dụng kem lót che lỗ chân lông làm mờ lỗ chân lông cho vùng chữ T, hạn chế đổ dầu. Nên nhớ là chỉ là vùng chữ T nha mọi người, đừng kéo vào những vùng khác, nó sẽ làm móc cái lớp nền của mình. Sau đó để khoảng 30 giây sát trên da. Đánh cái này phải đánh đều đúng không nha? Dạ đúng mà anh. Giống như là bây giờ mình xây một cái nhà, mình cũng có nền móng chắc thì cái lớp nền mình nó đẹp, nó giữ lâu được. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ sắc cho những cái vùng da bị thâm, chẳng hạn như là vùng dưới hốc mắt, thâm mắt với lại vùng chân râu, thường thì nó sẽ bị xanh. Nếu mà bạn make up mà có những người vùng da của râu nó xanh quá thì khi mình đánh nền là nó sẽ không có đều màu, nó tạo cảm giác là cái vùng nó bị nổi ẩn xanh lên ở vùng cằm, nên mình sẽ sử dụng màu cam. Màu cam? Màu cam thì nó sẽ triệt được những cái vùng tạo cảm giác nó bị xanh. Hoặc là những vùng thâm xanh, hơi xanh chút xíu ở phần thâm mắt của mình.
nhớ là mình khi mà mình sử dụng cái này thì mình đừng nên kéo sản phẩm, mà mình hãy táp nhẹ vào chỗ đó, nên sử dụng lượng ít vừa phải thôi, chứ bạn dùng nhiều quá thì lát hồi mình đánh nền lên chỗ đó nó cũng sẽ không đều màu mà nó sẽ hơi cam cam. Thì da của Hải là da dầu nên mình sử dụng kem nền dạng mát kèm dầu, với lại cái lớp finish của nó sẽ lì, giữ cho lớp nền lì hơn, hoạt động ngoài trời sẽ không dễ bị bể nền. Khi bạn đánh nền á thì bạn đừng miết nền, đừng kéo bông mút như vậy thì nó sẽ làm cho nền nó bị dịch chuyển, nó sẽ chạy từ chỗ này qua chỗ khác. Cho nên mình muốn phô rất là đẹp á thì mình sẽ nên dặm táp trên da để cho nền nó được thấm sâu vào lỗ chân lông. Tới bước tiếp theo thì mình sẽ sử dụng phấn phủ loại không màu, điều chỉnh theo cái làn da của mình luôn. Phấn phủ có tác dụng là gì ạ? Nó sẽ sát lại cái lớp nền mình, giúp cho nó bền hơn. Bước thứ tư là khói. Tại vì bây giờ khi mà mình đánh xong phấn hết cả khuôn mặt thì bạn cảm thấy cái mặt nó sẽ bị trắng quá, nó sẽ làm cái mặt mình nó bị phẳng ra, thì cái bước khói nó sẽ tạo lại chiều sâu trên khuôn mặt của mình, làm khuôn mặt của mình nó thon gọn hơn, đúng không? Dạ đúng rồi. Khối thì mình sẽ đánh những cái tông nâu. Nâu, nhưng đây nam thì mình sẽ sử dụng những cái tông nâu nó tương đối là nhạt thôi, không cần nhất thiết là phải đậm quá, tại vì mình đã có cái góc cạnh sẵn trên khuôn mặt của mình rồi. Tại vì Hải đã có cái xương hoa hàm sẵn rồi đó, nên khi mình đánh mình sẽ không cần nhất thiết đánh quá sâu vào cái phần khuôn mặt. Mình chỉ cần nhấn một chút xíu ở phần xương cằm ở dưới để cho nó rõ cái phần đó lên thôi. Mình phải đánh luôn cả ở trên trán đúng không? Thực ra thì dĩ ra là mình đã đánh trán, tại vì cái phước điểm của khuôn mặt của Hải là cái vòng trán nó hơi cao quá một chút. Nếu mà những tóc nào mà nó che trán thì có thể mình bỏ cái này cũng được, nhưng nếu tóc mà mình làm những kiểu như là dấu phẩy hay là chẳng hạn như là tóc xoăn Hàn Quốc thì mình đánh cho khuôn mặt nó đều hài hòa hơn. Cùng bước khói thì mình vẫn có thể sử dụng cái màu khói để sử dụng cho phần cằm, để nên sử dụng cho khói cho phần mũi. Nên nhớ là lúc đầu mình tán thì mình phải xác định cái khuôn form mũi của mình như thế nào. Như là cái khuôn form mũi của Hải là đã có sẵn rồi, thì mình chỉ sử dụng rất là ít phấn khói ở phần thân mũi thôi. Mình sử dụng một ít, mình sử dụng ở phần hốc mắt với lại phần đầu mũi để cho cảm giác là cái mũi nó có sự liên kết lại với nhau thôi. Sau đó bạn dùng cái phần số phấn còn sót lại trên cọ, mình sẽ kéo xuống theo đường sống mũi sẵn có của Hải. Bước thứ 5 của chúng ta là má hồng đúng không? Đúng rồi ạ. Thường thường thì một số bạn nam sẽ nghĩ là mình má hồng là chỉ dành cho nữ thôi, nam không nhất thiết là cũng không dừng ở hồng, nhưng mà mình có thể dùng cho nam được những cái phần má hồng như là màu cam, màu nâu đất, để cho tạo cảm giác da mặt của mình nó thật hơn, nó có độ hồng hào hơn. Không nhất thiết là mình phải dùng những cái loại má hồng nó quá hồng, ý là mình chỉ nên dặm những cái vùng gần xương gò má thôi. Đây là mình má hồng là tông cam hay là tông, hôm nay mình mới đắp tông cam hay tông hồng? Hôm nay mình sẽ dùng tông cam để nó phù hợp hơn. Thì mình sẽ sử dụng highlight, mà bạn lưu ý là khi nam á thì mình không nhất thiết cái loại highlight nó có quá nhiều nhũ, nó chỉ có độ bóng nhẹ tự nhiên thôi, hạt nó càng nhỏ càng tốt, để tạo cảm giác da của mình nó căng bóng thật sự, chứ không phải là một cái vợt highlight sáng lòe lên như là các bạn nữ thường thấy. Quay trở lại với phần đầu mũi hồi nãy mình highlight á, thì các bạn nếu mà muốn highlight chính xác á thì mình chỉ nên highlight một phần ngay đỉnh đầu mũi thôi. Khi bạn nhìn thẳng cho ánh sáng mà bạn sẽ thấy cái phần sáng nhất của mũi mình đây nè. Mình chỉ cần đánh tập trung ở đó một chút thôi. Sau đó mình canh cách khoảng một đốt tay, nếu mà bạn không khó canh thì mình canh khoảng một đốt tay. Đó, mình sẽ đánh ở đây. Make up mắt cho nam thường mình sẽ không sử dụng màu quá đậm, mình sử dụng những màu dạng nó hơi trung tính, nó nhạt nhạt thôi, để làm nổi bật khuôn mắt lên thôi. Thì mình có thể sử dụng màu base của mình á,
là màu hồng nhạt hoặc là màu cam nhạt hoặc là màu nâu nhạt, thì ở đây mình sẽ sử dụng màu hồng nhạt để nó hợp với cái layout mình đang hướng tới. Nên nhớ là khi bạn pick màu mắt á, thì bạn nên gõ nhẹ lên để cho nó rớt những cái hạt phấn thừa ra, thì như vậy khi mình tán nó sẽ dễ dàng hơn. Thực ra tới bước bình thường á, thì makeup nam á, mình sẽ không cần phải vẽ một cái liner nào cả, tại vì đây là theo yêu cầu của anh Hải để nó tạo cho mình một cái ánh mắt nó sâu hơn, nó ấn tượng hơn, cá tính hơn đúng không? À, vì chân mày của Hải là đã có form sẵn rồi nên mình sẽ không nhất thiết là phải dùng phấn hay là chì để vẽ thêm nữa, mình chỉ sử dụng mascara màu đen để đi, để phẩy cho những sợi chân mày này nó được đậm hơn, nó theo dáng hơn. Xong, vậy là bạn nhìn đi, mình sẽ có một cặp chân mày rất là tự nhiên mà vẫn có form dáng. Anh thấy không, mình không nhất thiết là mình phải sử dụng quá nhiều phấn để tán cho một cái chân mày nó đen, thật đen, nhưng nó làm mất độ tự nhiên của chân mày mình. Để giữ cho lớp nền được bền hơn thì mình sẽ sử dụng setting spray để xịt toàn bộ khuôn mặt cho lớp nền được nén lại tốt, để nó giữ lâu trôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bước cuối cùng anh đoán đó là môi đúng không? Dạ đúng rồi. Môi thì dĩ nhiên là khi mình bắt đầu á, là mình phải sử dụng một lớp son dưỡng để cho nó, thứ nhất là có nhiều bạn nam á thì không có chăm sóc cái vùng da môi rất nhiều thì nó tạo, nó làm cho mình bị khô. Thì mình cứ sẽ đánh một lớp son dưỡng trước, nên son dưỡng không màu nha mọi người. Anh thấy rằng là nếu mà chúng ta đánh mỗi son dưỡng không ấy thì cái lớp môi của chúng ta có những ví dụ mà khô ấy, nó sẽ có để lộ ra những cái vết nứt ấy hoặc là những cái viền thâm ấy, thì vậy thì có cái cách nào để xử lý triệt để cái phần môi đấy không? Khi mà mình makeup á cho phần môi á thì mình cũng nên sử dụng hai màu. Thứ nhất là mình sẽ sử dụng cái màu nó tương đối tiệp với màu da của cái phần lòng trong của môi mình á. Chẳng hạn như là môi của Hải ở đây đang là nó, cái phần sau nó sẽ hơi hồng, phần ngoài nó sẽ hơi, nó làm thâm một chút. Thì mình sử dụng cái màu hồng đất một chút để mình cân bằng lại cái da môi của Hải. Sau đó mình mới sử dụng, mình sử dụng màu nâu để cân bằng lại da môi của Hải. Sau khi mình đã làm cho vùng môi của Hải đều màu hết rồi thì mình sử dụng một cái màu cam đất để phủ lên ở giữa môi, làm cho môi nó tươi tắn hơn. Nếu như các bạn khác á, thì mình có thể sử dụng trang khuyết điểm cho vùng mắt, nhưng mà tại vì hồi nãy mình đã khử cái vùng thâm của Hải rồi nên khi up liner lên thì nó sẽ không lộ rõ, thì mình không nhất thiết là phải dùng thêm nữa để cho da nó được tự nhiên hết sức có thể. Bây giờ bạn nhìn ra thành phẩm mình thấy da, dù mình đã makeup đã che được những khuyết điểm rồi thì nó vẫn có độ bóng nhất định ở những vùng khi ánh sáng chiếu vào. Là xong rồi đúng không? Dạ, đúng. Vậy thì sau khi makeup này thì chúng ta sẽ làm tóc để hài hòa với cái khuôn mặt này đúng không? Vậy thì Mạn Vét lại tiếp tục lại nhờ Nhật tư vấn cho anh một cái kiểu tóc nào phù hợp với tóc của anh. Bởi vì là chất tóc của anh là cái chất tóc mỏng và kiểu chất tóc tơ ấy, nên là nó rất là mềm và khó tạo độ phồng. Thì bây giờ với cái khuôn mặt tươi tắn cá tính này thì chúng ta sẽ tạo một cái kiểu tóc layout như thế nào? Để phù hợp với cái layout mình đang hướng tới thì mình nghĩ là với chất tóc của Hải thì mình sẽ làm xoăn những cái lọn nhỏ, sau đó đánh phồng chân tóc, rồi đó phủ mái lên phần trán. Thì như thế thì sẽ làm cho khuôn mặt của Hải hài hòa hơn, tại vì cái phần trán của Hải tương đối là hơi cao so với tỷ lệ của khuôn mặt.
mến, vừa rồi thì chuyên gia trang điểm Lê Nhật đã giúp Hải biến hóa thành một diện mạo mới để có thể tự tin khi ra đường. Vậy thì các bạn nghĩ sao về việc nam giới trang điểm? Và các bạn thấy lớp make up của Hải ngày hôm nay trông như thế nào? Các bạn hãy để lại phần bình luận phía dưới nhé. Thời lượng video của Hải đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn Lê Nhật đã tham gia cùng với Hải. Nếu như các bạn yêu thích video này thì các bạn hãy ấn nút like, share và subscribe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again, driving this like a spiritual cleanse where every mile